Chúng ta nên rất là cẩn thận khi mà dùng cái từ đắc giới, bởi vì nếu tính đúng theo nghĩa thì chỉ có một vị thánh mới được gọi là đắc giới, một vị thánh A-la-hán mới được gọi là đắc giới, tức là cái giới vì đó nó tròn đủ, đã đạt được cái cần chứng đạt thì khi đó mới được gọi là đắc giới. Còn mình thì mình còn phàm, mình chưa có gọi là đắc giới đâu. Mình chỉ có những cái từ có thể dùng, ví dụ như trong cái khoảng thời gian này tôi giữ giới trong sạch, hoặc là trong khoảng thời gian này là tôi thường xuyên suy nghĩ về giới. Trong cái giai đoạn mà quý vị thọ Bát Quan Trai Giới với sư á, nó có hai việc mà sư lưu ý quý vị, sư nghĩ là quý vị nhớ. Đầu tiên là gì? Chúng ta lưu ý về cái chuyện chúng ta giữ giới, tức là chúng ta thường xuyên lưu tâm đến giới, ưu tư đến giới, suy nghĩ về giới, thì như vậy đó giới nó sẽ bảo hộ chúng ta. Cái thứ hai là sư nhắc quý vị thực hành Bát Quan Trai chỉ giữ giới không là chưa đủ, đúng không? Thì có nói mà chúng ta còn phải thực hành pháp hành thiền kèm theo, hoặc là rải tâm từ, hoặc là tứ niệm xứ. Sư thường sư chỉ hướng dẫn hai thứ đó thôi, hoặc là rải tâm từ hoặc là tứ niệm xứ. Thì khi mà quý vị thực hành một trong hai cái pháp này, đương nhiên là quý vị sẽ sống ở trong cái giai đoạn sống chánh niệm. Quý vị được bảo hộ bởi giới và sự chánh niệm, tức là quý vị có sự phòng hộ. Thì tự nhiên nếu như mà chúng ta thực hành một cách nghiêm túc ấy, thì sẽ được một cái mà cái vị này vừa mới nói, tức là cái thù oán khởi lên thì nó được dập tắt, bởi vì chúng ta có sự phòng hộ. Và cái này thì mình chưa có gọi là đắc giới đâu, bởi vì cái từ đắc giới đó, chỉ có vị A-la-hán thì mới xứng xài cái từ đó thôi, mình thì chưa. Nhưng mà đương nhiên thì cái chuyện mà chúng ta thọ Bát Quan Trai rồi chúng ta được cái chuyện là mình chánh niệm á, rồi mình không có bị những cái tư tưởng bất thiện nó hiện lên, thì đây là cái điều tốt ha.